sinh sống đó là mới kiểu như là mong mắng cái định lượng của mình rồi 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 đến lúc thì tha hồ kiểu bố nào con đấy, ông già rồi, ông già cách đây gần chục năm cũng có con cậu con trai về nó tìm bố thật đấy. Ừ. Hai ông ấy cũng còn năm chứ, ông ngoại năm ông ngoại ông nội đều có hết. Thằng về nhận bố chứ. Cách nhau không đáng mấy tháng nhỉ.